làm những cái hang đá nè anh chị, những hang đá rất là đẹp đó, để chào đón Giáng sinh. Cộng vào những cái khu giáo xứ nè, khu vực gửi xe đó, cộng vào là khá là đẹp luôn đó, rất là đẹp nha, đẹp lắm anh chị. Chàng Chí, chàng Chí ngay chỗ giáo xứ Hội An nha đó, anh chị cũng tới đây chụp hình nè, đẹp quá đó, nhộn nhịp luôn đó, hàng đá trang trí, hàng đá nè đẹp. Thánh đường giáo xứ Tử Đình đó, trang trí nè, chỉ mấy cái đèn đó, nhà thờ nè, đẹp chưa, mà không có mở đèn đó, không có mở đèn đó, từng cái hẻm, từng cái hẻm chí, cái hẻm nào quá đẹp chưa, bên hông nhà thờ nè anh chị, đẹp chưa anh chị, quá đẹp, những đèn led, những con đường góc phố ở khu vực xung quanh những cái giáo xứ anh chị. Dạ, kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha, chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em sẽ thực hiện một video về cái không khí đón Giáng sinh tại khu vực cuối quận Gò Vấp. Thì em đang có mặt ở trên đường là gọi là Lê Đức Thọ. Lê Đức Thọ này là khu vực phường 13 quận Gò Vấp anh chị. Ở đây là giáo xứ Lam Sơn anh chị. Giáo xứ Lam Sơn cũng đang chuẩn bị những cái bài múa ngay nhà thờ Lam Sơn để chào đón Giáng sinh đó anh chị. Ở bên trong là cũng trang trí một số cái không khí chào đón Giáng sinh đó, cũng rất là đẹp. Thì ở Sài Gòn có rất là nhiều cái giáo xứ công giáo để mừng Noel đó anh chị, như là Xóm Đạo quận 8. Thì hôm nay cũng nhiều kênh YouTube làm về cái Xóm Đạo từng khu vực trên ở Sài Gòn. Thì hôm nay em làm cái không khí ở cuối khu vực Gò Vấp đó, nhà nè, nhà làm những cái hang đá nè anh chị, những hang đá rất là đẹp đó, để chào đón Giáng sinh Noel đó anh chị, rất là đẹp, rất là nhiều cái nhà trên đường Lê Đức Thọ phường 13 quận Gò Vấp, trang trí những cái hang đá để chào đón Giáng sinh, vui Noel đó anh chị. Thì hôm nay em gửi đến cô chú anh chị những hình ảnh ở khu vực cuối Gò Vấp, cuối Gò Vấp không khí chào đón Giáng sinh như thế nào. Chúng ta quanh qua đường Phạm Văn Chiêu, một trong những cái khu cũng có nhiều cái giáo xứ cũng như nhà thờ trang trí hình những cái hang đá cũng như là trang trí chào đón Giáng sinh cũng gửi đến anh chị. Thì nhiều kênh YouTube làm về Xóm Đạo quận 8 này, thì em cũng không có quay bên quận 8 nhiều, mà em quay ở khu vực cuối quận Gò Vấp. Khu vực này thì giáp quận 12 anh chị đó, hai bên đường trang trí đèn Noel anh chị để mừng Noel. Buổi tối thì các anh chị cũng chở con đi chơi Noel, cũng gần tới Noel nè. Ở đây có cái cổng vào này, cổng vào những cái khu giáo xứ nè, khu vực gửi xe đó, cổng vào cũng khá là đẹp luôn đó, rất là đẹp nha. Hai bên đường là gửi xe, dọc đường bắt đầu trang trí nè, những cái hang đá nè anh chị đó, những cái hang đá để em dạo vào một cái cổng của nhà thờ để gửi đến anh chị những hình ảnh về không khí đón Giáng sinh ở vùng xa trung tâm Sài Gòn thì như thế nào nha anh chị. Ở đây là đường Phạm Văn Chiêu, phường 13 quận Gò Vấp nha anh chị. Khu vực này là cuối quận Gò Vấp rồi, gần tới quận 12 rồi. Ở vùng xa trung tâm Sài Gòn đã đón Giáng sinh như thế nào nhé. Chúng ta vào cái cổng vào của giáo xứ Hợp An nha. Đó, cổng vào giáo xứ Hợp An.
rồi trang trí như thế nào. Đó, quá đẹp chưa, đẹp lắm anh chị. Đó, trang trí ngay chỗ giáo xứ Hội An nha. Đó, anh chị cũng tới đây chụp hình nè, đẹp quá. Đó, nhộn nhịp luôn, không khí đón Noel nè. Đó, trong những cái từ con hẻm trang trí á, trang trí á, đèn rất là đẹp luôn, trang trí á, những con hẻm, những góc phố ở khu giáo xứ thường tới gần tới Noel là bắt đầu trang trí đèn. Đó, những hang đá ở trong nè, quá đẹp, hang đá, có những hang đá. Đá đẹp chưa? Quá đẹp, quá đẹp, đẹp quá. Đó, hàng đá, trang trí hàng đá nè, chỉ đẹp. Đó, trong từng con hẻm mà các anh chị cũng trang trí rất là đẹp. Từng hẻm đều có đèn hết. Đó, thành khu giáo xứ bên này cũng có nè. Bên đây có đường la nè, đường ra. Bên đây là ngay chỗ nhà thờ. Nhà thờ Hợp An. Trang trí rất là đẹp. Chỉ rất là đẹp anh chị. Xe trống. Đó. Chỉ đẹp chưa? Đây chụp hình cũng rất là đẹp nha. Các anh chị, các bạn trẻ tới đây cũng chụp hình. Đó, bây giờ là 9:30 đêm anh chị, 9:30 đêm xe cũng rất là vô, rất là nhộn nhịp luôn. Đó, em chạy dạo vòng vòng để gửi đến anh chị hình ảnh không khí đón Giáng sinh, từng con đường góc phố tại gần khu nhà thờ Hợp An, gọi là giáo xứ Hợp An anh chị. Từ giáo xứ Lam Sơn bên đường Lê Đức Thọ tới khu vực giáo xứ Hợp An ở đường Phạm Văn Chiêu. Ở đây là chạy ra tới đường Thống Nhất rồi anh chị. Đây Thống Nhất là phường 15, 15 quận Gò Vấp. Đó, từ cái khu của xóm đạo anh chị. Đây cũng nhà thờ nè, nhà thờ vậy. Trang trí cũng rất là đẹp. Đó. Đó, đây là nhà thờ Thánh Đường Giáo xứ Tử Đình. Đó, trang trí nè, chỉ mấy cái đèn. Đẹp chưa? Giáng sinh đã về rồi anh chị ơi, Giáng sinh đã về rồi. Đó, trang trí. Khu vực này cũng mấy nhà thờ á, chúng ta chạy dạo lại một vòng nha. Một vòng. Nhìn ngắm nha, trang trí ngay chỗ nhà thờ Thánh Đường Tử Đình nè. Đó, giáo xứ trên đường Thống Nhất cũng đang tập. Đó, đang tập để cho các bài hát để ngày Giáng sinh đó chị, ngày Noel đó, ngày tối 24 tháng 12 sẽ tổ chức một cái đêm văn nghệ. Đó, chạy qua đường Thống Nhất xem. Đó, cũng trang trí đèn led qua tới bên đây luôn. Đó, trang trí Noel nè, nhà cũng trang trí Noel nè. Đường Thống Nhất cũng trang trí đèn led nè anh chị. Đó,
đang chỉ đèn led hai bên đường nha. Đó, nhà này cũng trang trí Noel nè. Từng con đường góc phố tại khu vực xe trung tâm. Giáo xứ An Bình sau xong trang trí ta. Giáo xứ Thái Bình chứ. Khu này là giáo xứ Thái Bình. Đó, giáo xứ Thái Bình thuộc giáo hội Công giáo thành phố Hồ Chí Minh. Giáo xứ Thái Bình sao không thấy trang trí ta? Nhà thờ này sao trang trí đón Giáng sinh ta? Rất là nhiều cái khu ở trong đây cũng có nhà thờ nữa anh chị. Trong đây là trang trí nè, Merry Christmas nè, để chạy vô trong coi như nè. Nhà thờ đây cũng khá lớn mà thấy tối vậy ta, không trang trí à. Không bật đèn à, ở trong cũng đẹp quá. Đó, nhà thờ nè, đẹp chưa? Mà không có mở đèn nữa. Không có mở đèn. Đó, từng cái hẻm, từng cái hẻm. Trang trí cái hẻm nào quá đẹp chưa? Bên hông nhà thờ nè chị. Đẹp chưa? Trang trí quá đẹp. Đèn led những con đường góc phố ở khu vực xung quanh những cái giáo xứ anh chị. Quá đẹp luôn. Đó, những con hẻm nè, những con hẻm ở khu vực Gò Vấp nha. Đó, Giáng sinh đã về. Giáng sinh đã về là gần kết thúc năm 2023 rồi, chuẩn bị bước sang năm 2024 rồi anh chị. Đón Giáng sinh nè, đó, trang trí đẹp, khá đẹp chưa anh chị? Rất là đẹp luôn. Mỗi lần mà Giáng sinh tới là bắt đầu là khu vực giáo xứ, các giáo dân ra trang trí từng con hẻm, quá đẹp, đẹp lắm. Em cũng gửi đến anh chị một cái khu vực vùng xa trung tâm Sài Gòn đón không khí mùa Noel 2023 như thế nào nha. Đó, anh chị nhìn ngắm đi, từng con đường, từng ngõ ở khu vực ven Sài Gòn. Đó, vùng ven Sài Gòn đón Giáng sinh. Nãy giờ em chạy một khúc mà thấy rất là nhiều cái nhà thờ anh chị, rất là nhiều nhà thờ tại khu vực quận Gò Vấp. Khu này là phường 15 quận Gò Vấp nha anh chị. Những con hẻm này ở đường Thống Nhất anh chị. Anh chị nhìn ngắm không khí trang trí chào đón Noel tại khu vực giáo xứ thuộc vùng xa trung tâm Sài Gòn nha anh chị. Đó, từng con hẻm, hẻm nào cũng trang trí đèn hết. Lúc này là hơn 9 giờ rưỡi đêm rồi. Nhà thờ này cũng khá đẹp nha. Nhà thờ kiến trúc khá đẹp. Đó, trang trí đèn. Lúc này chắc hơn 9 rưỡi đêm bắt đầu tắt đèn. Tắt đèn anh chị. Nhà thờ thì cái cổng là giáo xứ Bắc Dũng, giáo xứ Bắc Dũng nha anh chị. Rất là nhiều cái khu giáo xứ ở khu vực phường 13, phường 15, quận Gò Vấp nha. Chạy dạo là một vòng nữa để anh chị nhìn ngắm không khí nha. Nhưng mà anh thấy là giáo xứ ngay chỗ Thái Bình á, không thấy trang trí nha anh chị. Giáo xứ Thái Bình. Chị nhìn ngắm những hình ảnh tại vùng xa trung tâm Sài Gòn trang trí mừng Giáng sinh nha. Mùa Giáng sinh tới là chuẩn bị chúng ta kết thúc năm 2023, chào đón năm 2024. Hy vọng năm 2024 sẽ khởi sắc hơn.
quanh lại đường Phạm Văn Chiêu, thuộc phường 13, quận Gò Vấp nha anh chị, để nhìn ngắm lại một không khí chào đón Noel, chào đón Noel và mừng năm mới anh chị, dạng như mừng năm mới. Cũng sắp kết thúc năm rồi. Vùng xa trung tâm cũng nhộn nhịp á, trang trí các khu giáo xứ ở đây cũng rất là nhiều cái khu, nãy giờ mấy nhà thờ luôn, em chạy em thấy mấy nhà thờ luôn đó anh chị. 9 giờ mấy thì một số cái hang đá đã tắt đèn trang trí rồi anh chị. Anh chị nhìn ngắm nha. Vùng xa trung tâm mừng Giáng sinh và năm mới, em gọi là mừng Giáng sinh và năm mới luôn. Đó, bị gần nhau mà anh chị. Đó, ở khúc này thì còn mở đèn nè. Đó, ở đây thì rất là nhiều chỗ giữ xe để đi tham quan. Đó, vào cái khu nhà thờ tham quan ngay chỗ nhà thờ Hợp An anh chị, đây cái cổng phía trước nè. Đó, rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Đó, còn hai bên đường trang trí nè, hai bên đường trang trí ở ngoài đường Phạm Văn Chiêu cũng gửi đến anh chị. Các kênh YouTube khác thì hay quay ở xóm đạo quận 8 thì quá nổi tiếng đó. Bên đó là quá nổi tiếng anh chị, bên đó rất là nhiều cái nhà thờ, nên là đó là mỗi lần Giáng sinh là kẹt xe luôn anh chị, Giáng sinh là kẹt xe luôn. Đó, bên đây cũng có một cái chỗ nhà thờ trang trí ở đường Lê Đức Thọ. Ở đó là giáo xứ Lam Sơn, ngay chỗ hồi nãy em đứng đầu video đó anh chị. Bây giờ cũng 9:40 rồi, 9:40 buổi tối rồi. Nhiều cái hang đá cũng tắt đèn trang trí rồi anh chị. Đó, hang đá này tắt đèn trang trí rồi. Đó, thôi video về vùng xe ở trung tâm Sài Gòn chào đón Giáng sinh và năm mới cũng đến đây là kết thúc. Mong cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.